Kính thưa quý ông bà cô bác, chắc chắn không phải do ngẫu nhiên giữa lúc thế giới đang phải đối diện với việc khủng hoảng năng lượng, giá dầu tăng cao, lạm phát làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, và cụ thể nó đã tác động trực tiếp vào đời sống trong từng gia đình, từng người dân, và đặc biệt là những gia đình, những con người đang phải chạy ăn từng bữa kiếm sống qua ngày. Những người được xếp vào danh sách là tầng lớp nghèo khó trong xã hội hôm nay. Việc thêm kho dầu lớn của thế giới bị thiêu rụi cũng không phải là tự nhiên, mà do chính những con người đang nắm giữ quyền lực, ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Họ đã ra tay làm tổn hại chính nền kinh tế mà họ cảm thấy quyền lực của họ bị đe dọa. Cụ thể, ngay khi Ả Rập Saudi tuyên bố chấp nhận một loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la Mỹ để mà dùng thanh toán cho việc mua dầu từ quốc gia của họ, thì ngay lập tức đã có biến cố xảy ra. Chúng ta cũng biết rằng theo như hiệp định, các quốc gia có lượng dầu xuất khẩu lớn trên thế giới, họ phải theo hiệp định chỉ được sử dụng đồng đô la Mỹ để trao đổi mua bán năng lượng khí đốt trên toàn thế giới mà thôi. Việc lực lượng vũ trang Houthis của Yemen, vốn được Iran chống lưng, đã tấn công kho chứa dầu của Ả Rập Xê Út, gợi lại những nỗi ám ảnh trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Năm 2019, các cuộc tấn công của Houthis đã làm giảm một nửa sản lượng dầu hàng ngày của Ả Rập Xê Út. Nếu như lịch sử lặp lại, thế giới sẽ phải trải qua cơn khát dầu tồi tệ, nhất là khi xung đột của Ukraine cùng các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã gây ra những rung lắc dữ dội trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hết phiên giao dịch ngày 26 tháng 3 vừa qua, như chúng ta đã biết, dầu WTI có giá là 112,58 đô một thùng, trong khi dầu Brent là 119,24 đô một thùng. Giá dầu không biến động quá lớn, tuy nhiên vẫn đang biến động sau khi thông tin về sự việc tấn công được công bố, nhất là khi phía Ả Rập Xê Út nói rằng các kho dầu này vốn chỉ dự trữ xăng dầu đáp ứng nguồn cung trong nước và không ảnh hưởng gì đến khả năng xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu như sự việc này liên tiếp diễn ra và năng lực xuất khẩu của Ả Rập Xê Út mà có bị ảnh hưởng như những gì đã diễn ra vào năm 2019, thì cơn khát dầu toàn cầu chắc chắn sẽ trở lại và càng tồi tệ hơn nữa. Chúng ta đã biết tất cả loại phương tiện vận chuyển sản xuất hàng hóa trên toàn thế giới này đều phụ thuộc vào năng lượng, nhiên liệu đó chính là dầu hỏa và năng lượng khí đốt. Cho nên chỉ một biến động nhỏ cũng tác động trực tiếp đến nền kinh tế trên toàn thế giới và tác động cụ thể qua từng gia đình, từng cá nhân, đời sống của mỗi người chúng ta. Giải pháp của chúng ta trong thời điểm hiện tại đó là gì? Nhiều người đặt câu hỏi, đứng trước những tình hình biến động kinh tế trên toàn thế giới, chắc chắn chúng ta phải là những người làm việc hết sức mình và chi tiêu tiết kiệm tối đa để mà bảo toàn về số lượng của cải mà chúng ta có thể làm ra trong thời gian này để đối phó những thời gian khó khăn sắp tới. Chúng ta không mua sắm, không sắm sửa những thứ không cần thiết cho đời sống, sinh tồn của mỗi người chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta quan tâm thêm nữa về vấn đề lương thực, thực phẩm trong thời gian tới để chuẩn bị trong hiện tại tốt hơn, bởi giá thực phẩm ngày càng tăng và dường như lại càng ngày càng thiếu hụt đi. Như quý ông bà, cô bác đã biết, tất cả những biến động trên toàn thế giới, dù ở một quốc gia nào đó, không phải ở Việt Nam, tuy nhiên nó vẫn tác động một cách trực tiếp qua nhiều mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy, qua đời sống kinh tế, qua sự vận chuyển hàng hóa cũng như là phương tiện giao thông đi lại. Cụ thể là các chuyến bay đi đến châu Âu phải thay đổi đường bay, tránh Nga qua Trung Quốc, Kazakhstan hoặc là qua Bắc Phi. Thời gian bay dự kiến tăng thêm từ 60 phút chuyến bay cho đến 120 phút cho một chuyến bay, kéo theo chi phí phát sinh từ khoảng 10.600 đô cho một chuyến bay đến 21.200 đô cho một chuyến bay. Chúng ta đã biết là vừa qua, hãng bay ở trong nước Vietnam Airlines đang khai thác 6 chuyến bay trên một tuần giữa Việt Nam và châu Âu. Như vậy, chi phí phát sinh là khoảng từ 70.000 đô cho đến 130.000 đô la Mỹ trên một tuần. Bamboo Airways khai thác 3 chuyến trên một tuần giữa Việt Nam và châu Âu, chi phí phát sinh từ 35.000 đô cho đến 65.000 đô trên một tuần. Các chuyến bay đi và đến Mỹ phải điều chỉnh đường bay tránh không phận của Nga đã kéo dài thời gian bay từ 20
cho đến 30 phút trên một chuyến bay, tùy theo từng giai đoạn khai thác. Vietnam Airlines đang khai thác 4 chuyến bay trên một tuần để mà đi Mỹ và dự kiến chi phí phát sinh là khoảng 20.000 đô la Mỹ cho đến 40.000 đô trên một tuần, tùy theo từng giai đoạn. Những chi phí này sẽ ai phải gánh chịu? Xin trả lời, phải chăng không ai khác đó là những hành khách đã book vé đi trên những chuyến bay đó hay sao? Những lưu ý quan trọng cho cộng đồng người Việt chúng ta, những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc là làm việc trong ngành nail. Vừa qua, Thống đốc Gavin Newsom đã ký ban hành một luật AB 1561. Luật này cho phép sửa đổi 4 điều khoản trong luật AB 2257 được ban hành trước đây. Mà theo đó thì chính quyền tiểu bang phân loại người làm việc độc lập theo cách kiểm tra ABC. Một trong những ngành làm việc độc lập bị ảnh hưởng đó là nghề làm móng tay. Luật mới sẽ giúp cho người làm nail được miễn kiểm tra cho đến đầu năm 2025. Một trong các dân biểu ủng hộ luật AB 1561 là bà Janet Nguyễn từ quận Cam. Trong thông tin báo chí thì dân biểu Janet Nguyễn cho biết luật AB 1561 sẽ gia hạn quyền miễn kiểm tra phân loại công nhân ABC đối với thợ làm nail để họ có thể tiếp tục làm việc với tư cách là công nhân độc lập cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2025. Vào năm 2019 thì luật AB số 5 đã gây khó khăn cho người ở Cali làm việc theo dạng công nhân độc lập, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ. Mọi công việc trong ngành thẩm mỹ như thợ tóc, thợ xăm v.v. đều được miễn trừ vĩnh viễn trong AB 5, ngoại trừ thợ làm nail. Những thợ làm nail chỉ được miễn trừ cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nay theo sự gia hạn mới được thống đốc ký thành luật, người làm móng sẽ được miễn trừ đến đầu năm 2025, tức là có thêm 3 năm nữa để giữ tư cách công nhân độc lập trước khi cần được kiểm tra để phân loại. Dân biểu Janet Nguyễn nói trong thông tin báo chí, AB 1561 sẽ cho ngành nail này thêm thời gian để làm việc với tư cách là người làm việc độc lập theo lựa chọn của họ. Đồng thời tôi có thêm thời gian tiếp tục làm việc với các đồng nghiệp của tôi ở Sacramento để bảo đảm ngành nail được gia hạn vĩnh viễn. Dân biểu Janet Nguyễn cho biết là bà rất chú tâm trong việc sửa đổi sự bất công trong ngành nail. Bà đã đệ trình AB 231 vào đầu năm nay để những người thợ làm nail được gia hạn vĩnh viễn và nêu lên sự bất công để bắt đầu cuộc thảo luận về sửa đổi này. Vì đây là một vấn đề quan trọng và không còn nhiều thời gian, dân biểu cùng với các đồng nghiệp thảo luận thành công để đưa ngành nail vào dự luật của Ủy ban Lao động và Làm việc AB số 1561. Theo thống kê, 80% thợ nail và chủ tiệm nail ở Cali là người Mỹ gốc Việt và đây là ngành tạo ra việc làm lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta ở tại Hoa Kỳ nói chung và tại Cali nói riêng. Một nguồn tin khác là Tổ chức Phát triển Hợp tác Kinh tế OECD đã thông báo cho 136 quốc gia và đã đồng ý với một thỏa thuận về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu là 15%. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Hoa Kỳ Janet Yellen gọi đây là ngày lịch sử của ngoại giao kinh tế. Bà bình luận rằng thỏa thuận hôm nay của 130 nước đại diện cho hơn 90% GDP toàn cầu đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy cuộc đua tới đáy về thuế doanh nghiệp đang tiến gần thêm một bước tới điểm chấm dứt. Mức thuế tối thiểu sẽ áp dụng cho các tập đoàn có doanh thu vượt quá 750 triệu euro. OECD ước tính rằng họ sẽ tăng thêm khoảng là 150 tỷ đô la mỗi năm trong nguồn thu thuế toàn cầu. Thỏa thuận đột phá đạt được nhờ những nỗ lực vận động hành lang rất tích cực của các nước lớn trong G7. Thực tế, kế hoạch Mỹ đề xuất với quốc tế cũng là những điều chính quyền ông Joe Biden đang triển khai trong nước. Ở trong nước thì Washington kêu gọi nâng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Và nâng mức thuế tối thiểu áp với phần lợi nhuận ở nước ngoài của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ từ 10,5% lên 21%. Theo WSJ, theo ông Biden thì mức thuế đề xuất đó sẽ tạo sân chơi bình đẳng hơn và tăng tính cạnh tranh cho nước Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng những người dân sẽ phải gánh thêm và gồng gánh và lưng của họ sẽ còng thêm với sự tăng trưởng thuế và tăng áp cho mức thuế ở trên mức thuế toàn thế giới cũng như là mức thuế ở trong các doanh nghiệp.
đang hoạt động ở tại Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Không những việc tăng thuế sẽ làm tăng sự lạm phát và các doanh nghiệp sẽ bổ thuế xuống tất cả những công dân của họ thay vì họ phải bỏ tiền túi ra, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đối với những ông lớn với những khoản đầu tư, và họ lấy lợi nhuận từ đâu thì ai cũng có thể trả lời được câu hỏi đó. Trong số 130 nước đồng thuận có toàn bộ các nước thuộc nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 và cả Trung Quốc, Ấn Độ, hai quốc gia trước đây còn chần chừ. Sau khi đạt đồng thuận thì các chính phủ sẽ phải thông qua các luật ở từng nước sở tại. Luật đó sẽ yêu cầu các công ty đặt trụ sở tại nước của họ phải nộp thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15% ở những nước có hoạt động kinh doanh, bất kể có trụ sở ở trên thực tế hay là không. Trước thông báo như thế, thỏa thuận đã đạt được động lực khi Estonia, Hungary và Ireland thông báo rằng họ sẽ ký vào thỏa thuận chung này. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.